đỗ phỏng vấn nhưng từ chối đi làm, chàng trai bị đòi tiền cà phê. Bị đòi tiền cà phê trong buổi phỏng vấn chỉ vì từ chối nhận việc, chàng trai bức xúc và cho rằng anh đã thoát khỏi kiếp nạn khi quyết định không làm tại công ty này. Anh Sriram Suresh, người Singapore gần đây đã có buổi phỏng vấn với đại diện một công ty tại quán cà phê. Trong buổi phỏng vấn, Sriram Suresh thể hiện tốt và rất được lòng người tuyển dụng, anh nhận được tin trúng tuyển không lâu sau đó. Thế nhưng, dù đã trúng tuyển, Sriram Suresh vẫn cảm thấy không hài lòng lắm, cho rằng công việc không đủ ổn định nên chàng trai đã nhắn tin từ chối một cách lịch sự. Nào ngờ, sau khi nhắn tin từ chối, Sriram Suresh đã nhận được tin nhắn kỳ lạ của người tuyển dụng. Đầu tiên là chúc cho Sriram Suresh tìm được công việc tốt hơn, sau đó là đòi tiền cà phê lần trước mà vị đại diện này đã trả cho Sriram Suresh trong buổi phỏng vấn. Theo vị đại diện này, cốc cà phê mà Sriram Suresh đã uống trị giá 6,5 đô la Singapore, khoảng 113.000 đồng, chàng trai có thể thanh toán qua app PayPal. Choáng váng trước hành động này của nhà tuyển dụng, Sriram Suresh lập tức chuyển tiền và gửi ảnh chụp màn hình khoản tiền đã chuyển, đồng thời nói: "Tôi đã tham gia nhiều cuộc phỏng vấn và chưa bao giờ gặp phải người phỏng vấn nào yêu cầu trả tiền cà phê. Nếu biết trước điều này, tôi sẽ tự trả tiền cho cốc cà phê của mình vào ngày hôm đó. Hiện tại, bạn đòi tiền cà phê của tôi, thực sự rất thiếu chuyên nghiệp. Tôi hy vọng bạn sẽ thông báo cho những ứng viên khác trước cuộc phỏng vấn rằng nếu từ chối công việc thì sẽ phải tự trả tiền cà phê." Sriram Suresh cũng thẳng thắn cho biết, sau sự cố này, công ty đã để lại ấn tượng cực xấu với anh. "Tôi nghĩ mình đã thoát khỏi kiếp nạn," Sriram Suresh nói và chia sẻ công khai trải nghiệm không vui của mình trên mạng xã hội, thu hút đông đảo mọi người chú ý, bàn tán. Đa số mọi người đều chê công ty quá keo kiệt, hành động thiếu chuyên nghiệp, phong cách trả thù cá nhân, thực sự không phải là một môi trường tốt để làm việc, rèn luyện và cống hiện. Trước luồng dư luận tiêu cực, quản lý của công ty đã gọi điện xin lỗi Sriram Suresh, nhấn mạnh rằng anh là người rất có khả năng, thái độ cũng tốt. Chúc chàng trai sớm tìm được công việc phù hợp đồng thời trả lại tiền cà phê cho anh.